Rồi chào các bạn nha. Hôm nay anh em mình đi hái lá sen. Đi. Hái chi? Hái lá sen về về làm gì vậy Hân? Giống chung của robot trên 2 á. Đây. Đó, đâu còn sình lại gì nữa đâu. Chưa. Bình tĩnh thôi, không có gì vội vàng. Ôi, nhiều kiến quá. Nhanh lên, không tôi kiến nó cắn giờ đi, nhanh lên. Đi. Rồi, hái mấy cái lá về. Hái dữ luôn, đúng rồi, giật mạnh lên, giật mạnh lên. Mạnh lên. Này, ba chị ra này, giật mạnh lên nè. Đó. Rồi cầm này cho gì hết, cầm cho ba. Ê có ốc luôn hay sao đúng không? Rồi cầm này về cho ba. Cầm. Mới ba cầm ấy. Con đi tìm con gì đó. Các bạn kìa mới có gì không? Không có con gì không, mạnh lên mạnh lên, đúng rồi, hai tay mạnh lên. Wow, đưa ba cầm nha. Rồi tiếp cái lá này nha mà. Ờ đúng rồi, hai tay luôn, 1 2 3. Đâu anh Gia Hòa đã có nghề hơn à. Quá hả? Thôi giờ rút quân nha, hái dày đùi nha. Đi. Ồ, các bạn thấy cảnh đẹp chưa? Mùa này không phải là mùa sen, mùa mưa mới là mùa sen. Bây giờ nước cạn đó mọi người, không có một bông hoa luôn. Hai đứa nhắc gan. Giáo quà mới là dũng cảm. Ben cầm này cho dỗ. Cầm cẩn thận á, đừng có để cho rách lá, cầm cái cuốn thôi. Ừ, ai còn ai cầm giùm con mấy. Kêu Gia Hân cầm giùm ai. Dạ. Cầm giùm. Rồi chào các bạn đi. Bye bye nha.